会看看能开通，但我真的都是我都是慢慢一步慢，我都在玩，等到我们就来来对对。
Carlos Paolo, tra di noi. E il ministro di fa Caprini. C'è la parola. Sta con me in equilibrio. Hoàn toàn phải như vậy. Bây giờ thì chúng ta chỉ mong sao cho các cầu thủ chúng ta đứng dính chân thương thôi. Thêm một quả bóng từ Indonesia. Oh!
bay. Indonesia họ không gỡ được một bàn thắng trong khi một trận thắng hoàn toàn cuối cùng. Và bây giờ để chúc mừng cho những chiến thắng của các cầu thủ, thì mình xin mời tất cả quý vị chúng ta giữ nguyên cái tinh thần này và hãy hướng mắt lên sân khấu để cùng đến với cặp song ca ngay sau đây. Xin quý vị hãy cho dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho đám phát biểu chính của nam ca sĩ Lê Anh và nữ ca sĩ Lê Trang. Những chiến thắng chúng ta đã.